Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã đến với Có Kênh Cuộc Quýnh Nhà Nha. Mến chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cái sự việc lùm xùm giữa em Toàn và em Đức có mọi người thì hôm nay nó đã được rõ ràng rồi. Và em Toàn em đã quay trở về cùng với lại bếp cơm thiện nguyện của bác Ba Trầu. Thì theo như những lời của bác Ba Trầu đã nói rằng là cái tính tình của các em khi mà đến với bếp cơm thiện nguyện thì không thể nào mà theo một cái khuôn khổ, theo một cái lập trình đi thưa về trình, và khi đi đâu đi chăng nữa thì các em cần phải hỏi ý kiến của người lớn. Hôm nay em đi đây đi đó nè, đó rồi em không có về lại bếp cơm nè, đó, nói cho người lớn người ta hiểu. Thì cái điều đó cũng dễ hiểu thôi mọi người, tại vì á mình làm gì đi chăng nữa mình cũng phải tôn trọng người lớn. Mình đi á thì mình phải nói, mình về á thì mình phải trình, chứ còn không thể nào mà mình tự ý mà mình đi đi về về như vậy, giống như là nó không có bất cứ một cái khuôn khổ nào. Bởi vì đây là cái bếp cơm thiện nguyện, nó giống như là một cái quy trình, nó giống như là một cái gì đó được gọi là có một cái sự tin tưởng tuyệt đối của tất cả mọi người rồi. Em phải bỏ cái tôi của mình xuống một tí, các em phải hạ mình xuống một tí, bởi vì dù gì đi chăng nữa cái nơi này cũng là cái nơi mà các em được cưu mang trong cái mùa đại dịch như thế này. Và hiện tại bây giờ thì dịch bệnh đang rất là hoành hành mà các em lại đi đi về về đi đi về về như vậy thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến những người ở trong cái bếp cơm thiện nguyện. Chuyện nào thì nó ra chuyện đó. Mình có cảm thấy rằng là mình không thích các em đi chăng nữa thì mình cũng xử lý một cái cách thật là ok, chứ không phải rằng là mình lấy cái này mình bỏ qua cái kia rồi mình nói rằng là các em như thế này như thế nọ. Nhiều lúc mình nói thôi nhưng mà tụi nó lại suy nghĩ rằng là tụi nó tủi thân. Dù gì đi chăng nữa thì tụi nó cũng là những đứa trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ, nên rằng là khi mà mình nói như vậy á thì tụi nó cảm thấy chạnh lòng, tụi nó tủi hờn. Thấy được rằng là ngoài thằng Đạt ra thì bốn đứa còn lại nó vẫn hiểu được cái câu chuyện, nó vẫn biết được rằng là nó cần phải sửa đổi, nghĩa rằng là nó nghe, nó hiểu và nó tiếp thu được, chứ không đến nỗi nào mà tệ hại đến cái mức độ mà nó không bất cần bất cứ một cái điều gì. Nên nhiều lúc chúng ta nói thì tụi nó lại giận hờn. Đó. Dù gì đi chăng nữa mình cũng đã lên tiếng, mình giúp cho nó rồi. Suốt một cái chặng đường vừa qua mình cũng đã là cái người mà cưu mang nó rồi. Thì những cái điều sau này đi chăng nữa thì mình cũng cần phải có trách nhiệm với nó một tí. Bởi vì nếu như nó là cái người đứa mà nó ương ngạnh quá, nó khó bảo quá, hoặc là nó bất cần người khác phải giúp nó quá, thì lúc đó mình lên tiếng, mình nói với tất cả mọi người nhìn vào mọi người cũng hiểu được rằng là ok. Bây giờ cái câu chuyện này dường như là nó không có còn tôn trọng người khác nữa thì mình nên chấm hết. Còn bây giờ là nó vẫn hiểu được cái câu chuyện và nó biết được cái điều sai của nó, nên chúng ta cần phải cho nó một cái cơ hội. Còn dù gì đi chăng nữa em Toàn với lại em Đức cần phải lại thay đổi cái tính cách của mình, bởi vì đi thưa là phải về phải trình, có lớn có nhỏ, có tôn tri ti trật tự. Ngày xưa các em ở ngoài đường thì sao không cần biết, nhưng mà đến hiện tại bây giờ các em đã về cái bếp cơm thiện nguyện rồi, ít ra rằng là các em cần phải chỉnh đốn lại cái tính cách của mình, chỉnh đốn lại cái sự suy nghĩ bồng bột của mình, cũng giống như là cái chuyện tình cảm của các em gì đó, hay là các em là yêu thương nhau gì đó thì mình cái điều đó thì cái đó là cái chuyện riêng tư của các em. Nhưng ít ra rằng là các em phải hiểu mình làm gì thì mình làm cái chuyện riêng tư của mình đừng có làm ảnh hưởng đến người khác đó. Mình đừng có làm ảnh hưởng đến những cái người xung quanh mình đó. Đó là cái điều tối thiểu mà các em cần phải biết, và mong rằng là đây sẽ là một cái bài học cho các em để các em có thể hiểu được rằng là ở ngoài đường mình sao cũng được, nhưng khi mình đã ở trong một cái môi trường nó lành mạnh hơn, nó tốt đẹp hơn thì cái tính cách của mình cần phải thay đổi để có thể là theo cái môi trường đó và mình sống, mình trở thành một con người tốt hơn. Còn ví dụ như mình góp ý hay là mình nói cái gì đó đối với các em thì mình cũng nên nói chuyện nhẹ nhàng tí, bởi vì nó rất là dễ tủi thân, nó rất là dễ mặc cảm với chính bản thân của nó. Đôi khi rằng là những cái lời nói của các bạn nói ra, các bạn đã từng là cái người mà giúp cho các em có được nơi ăn chốn ở tốt như vậy rồi, nhưng mà nhiều lúc các bạn nói ra những cái lời mà nó làm cho tụi nó buồn, tụi nó suy nghĩ rằng là dù gì đi chăng nữa thì mình cũng chỉ là người dân nước lã, mình cũng chỉ là một đứa mà lang thang ở ngoài vỉa hè được người ta cưu mang,
về có được một cái nơi ăn chốn ở như vậy, nhưng mà bây giờ người ta lại cảm thấy rằng là người ta không còn thương mình nữa, thì tụi nó lại nghĩ rằng là tụi nó hụt hẫng, tụi nó tủi. Cái điều này quá là dễ hiểu luôn mọi người, tại vì á nó bôn ba ở ngoài đời nhiều quá rồi, cái tính cách của nó cũng giằng xé rồi, nó cũng cảm giác là nó khó chịu rồi, nó cũng cảm giác nó tủi hờn rất là nhiều. Nhiều lúc mà mình nói như vậy á, mình nghĩ rằng là mình nóng tánh quá, lúc đó mình nóng quá mình nói ra như vậy thôi, nhưng mà sau đó là mình suy nghĩ khác. Nhưng mà đôi lúc những cái lời nói của mình nói ra như vậy á, mình nghĩ là nó không sao, nhưng mà đối với thằng Đức hay là thằng Toàn thì nó lại suy nghĩ rằng là tại sao lại nói với mình như vậy, mình cảm thấy mình buồn, mình cảm thấy mình tủi khổ quá đó. Thì lại tội cho nó nữa. Nên dù gì đi chăng nữa thì trong cái câu chuyện này, chuyện nào nó ra chuyện đó mọi người ơi, cái gì cũng phải từ từ, tại vì mình đã cưu mang nó rồi, mình đã lên tiếng mình giúp cho nó rồi, và nó cũng không phải là một cái đứa mà nó khó bảo hay là nó quá là khó ương ngạnh rồi, nó quá là khó chiều chuộng hay như thế này như thế kia rồi, mà mình không thể nào mà mình chấn chỉnh lại được nó nữa, thì lúc đó mình hãy nói. Chứ còn thực sự bây giờ mình thấy hai đứa nó cũng khá là hiền lành, chỉ qua rằng là nó cái tính cách của nó hơi kiểu giống như là nó ở ngoài đường nhiều quá mọi người, nên nó cũng hay bị tiêm nhiễm về những cái vấn đề mà nó chưa có phải là nó giống như là một cái đứa trẻ mà nó được dạy dỗ, hoặc là những cái suy nghĩ, hoặc là nó hay lười biếng, nó hay thích ăn rồi thích nằm, hay là không có thích phụ giúp cho bất kỳ một ai đó. Cái chuyện đó nó cũng khá là bình thường thôi mọi người, tại vì cái độ tuổi này mình cũng khá là để rèn nó. Nếu mà mình cố gắng mình khuyên nhủ rồi mình giúp cho nó thì tất nhiên rằng là đây sẽ là một cái kết quả, cũng giống như là những cái điều mà mình làm trong suốt một khoảng thời gian dài thì nó đều là những cái điều đúng đắn. Chứ còn thực sự bây giờ á, chỉ vì những cái câu chuyện nhỏ nhặt của chính bản thân mình, hoặc là những cái điều mà mình làm ra xong rồi mình cứ gàn ép, hoặc là mình nói về những cái đứa trẻ như vậy thì cảm thấy là tội nó. Chuyện nào nó ra chuyện đó nha mọi người, không có liên quan, không có dính dáng gì với nhau cả. Cũng giống như đó, vừa qua đó tất cả mọi người giúp cho cái chú bảo vệ chú Dương đó, bị nghiện xì ke đó, rồi bây giờ chú đi rồi đó, thì mọi người nghĩ đi, cái trường hợp này là cái trường hợp thật sự là không nên giúp, nhưng mà tại sao lại giúp đó? Cái điều này nó mới đáng lên án nè mọi người, tại vì dù gì đi chăng nữa đúng không mọi người, ngay từ đầu bác ba trò bác cũng đã nói rõ rõ rồi rằng là cái chú này là khó thể nào mà có thể là khuất phục được lắm. Dù gì á là chú ta nghiện hơn 40 năm qua rồi, thì ít ra rằng là mình nghe được những cái lời đó và mình tiếp thu những cái lời đó, mình coi theo cái tình hình ấy ra làm sao, nó như thế nào đó, mình cũng không cần phải níu kéo níu giữ người ta lại làm gì, để cho tất cả các mạnh thường quân cũng giống như là tất cả các bạn cộng đồng mạng người ta cảm thấy khó chịu. Bởi vì á mình giúp không có đúng trường hợp, ngựa thì nó sẽ quen với đường cũ đó, chuyện nào thì nó sẽ là đến với cái chuyện đó. Bây giờ đó có lang thang ở ngoài vỉa hè đi chăng nữa thì người ta nhìn vào người ta cũng biết rằng là cái chú này là đã nghiện hút nè, cũng đã từng được giúp đỡ, nhưng cuối cùng là chú không thay đổi tính nết nè đó. Bây giờ mọi người thấy không, mình giúp sai một cái trường hợp thì mình đã bỏ qua các cái cơ hội để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ nói thẳng ra, những cái trường hợp mà lang thang cơ nhỡ ở ngoài đường đó mọi người, nhất là ở Sài Gòn, thật sự luôn mọi người, bây giờ là nó giống như là cái đại dịch hiện tại bây giờ nè, rất là khó khăn và nó rất là khốn đốn, rất là nhiều người cần được cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Đâu có phải rằng là một người giống như chú Dương đó, một người đó cơm ăn áo mặc, nơi ăn chốn ở rất là tốt, nhưng mà lại không biết quý trọng, không biết quý những cái điều đó, và toàn tâm toàn ý để mà có thể là cai nghiện rồi rớt cuộc. Bây giờ những cái chuyện lùm xùm như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bếp cơm thiện nguyện đó, giúp người giúp không đúng. Nhiều người người ta hiểu được thì mình không nói, còn nhiều người người ta không hiểu được, người ta sẽ nghĩ rằng là tại sao cái bếp cơm thiện nguyện như vậy, làm biết bao nhiêu điều thiện nguyện như vậy mà tại sao cuối cùng lại giúp một cái người giống như chú Dương đó, nó rất là khổ luôn mọi người ơi. Nên mình cũng không có muốn nói nhiều về những cái trường hợp như thế này, nhưng mà dù vậy đi chăng nữa mình xem xét kỹ cái hoàn cảnh để mình có thể giúp. Còn giống như tất cả các em năm cái đứa trẻ lang thang cơ nhỡ đó, thì bây giờ mình đã biết được rồi là thằng Đạt nó làm sao, cái tính cách của nó là phải đưa vào trại giáo dưỡng, chứ còn thật sự mà để mà đưa vào bếp cơm thiện nguyện là không bao giờ được nữa, và nó đi là nó mãi mãi không bao giờ có cơ hội để quay trở lại.
Còn như bốn đứa kia thì mình thấy rằng là nó hiểu được cái vấn đề mà nó suy nghĩ cũng khá là ok đó chứ, chững chạc đó chứ, nhưng mà chỉ qua rằng là kiểu như cái tính cách của nó sống ở ngoài đường lâu nay rồi, nên chúng ta thay đổi gì cũng vậy, không phải là một sớm một chiều, cần phải có thời gian, cần phải khuyên răn các em để các em có thể là trở thành một người tốt, chứ không vì cái lý do nào đó để chúng ta có thể là đưa đẩy các em ra ngoài vỉa hè thêm một lần nữa. Bởi vì mình đã cắt công, mình giúp cho các em rồi thì mình hãy giúp cho nó trọn, mình đừng có làm gì đó để mà có thể là tổn thương đến các em. Dù gì đi chăng nữa thì tụi nó cũng hiểu được cái vấn đề nè, tụi nó là mình nói tụi nó vẫn còn nghe được nè, và tụi nó chấn chỉnh được chính bản thân của tụi nó nè. Đó, đây là một cái sự tiến triển nè, em Loan nè, em Đức nè đó, mọi người thấy không, bữa nay là cũng bắt đầu là vào bếp để phụ tất cả mọi người để làm cái bữa cơm cho cả tất cả mọi người đấy. Thì mọi người có nhìn vào đó và mọi người có hiểu rằng là các em có thời gian mình giáo dục, mình khuyên răn thì đảm bảo rằng là các em sẽ thay đổi. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Mình chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp. Bye bye.